Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mưa gió hội xích đu bia. Cụ thể là hội xích đu vòng vui vẻ. À, trong nhóm xích đu vòng vui vẻ. Anh em mà đang ngồi tận hưởng một con chó. Đấy, hôm nay tổ chức lên nhà chú Toản nhá. Hôm nay chỉ còn một con luôn. Đây đây đây. Anh em nào? Chiến đấu nào? Anh em nào đến sau thì vào sau nhá. Rượu rất ngon. Rượu rất ngon đâu anh em, kia rồi rơi nhá. Đây rượu đây, bạn rất ngon nhá. Nhà thì rất là nhiều rượu. Đấy, rộng rãi mênh mông, ngồi thoải mái. Ngồi thoải mái không bao giờ. Đúng rồi. Quay mấy vào đây. Đấy. Rượu thì hổ mang bành, nó hoang hoang chúa đầy này. Đấy, nhí này thôi. Cứ là sao anh em mình chơi hết ca này. Đúng rồi. Hết tái hết này là chết rồi. Thôi này thì tí nữa cho xịt xịt lên là rất ngon này. Nhưng mà thế nào đấy nhỉ? Hai cái này mà mày ăn thử chưa? Vừa chưa? Vừa đâu. Không cho vào để cho chắc là ngon đấy. Cho thêm cái nước vào để đun. Có xịt lên. Còn đầy chưa vậy? Cứ sôi là ngon hết. Tí nữa là phải ăn bún mà có nước. Ừ. Cô ngồi đi cô ơi.